Phải đi sớm mà còn sáng rồi tối không thấy đường. Chá mắt em. Chá mắt. Gắn cái bóng đèn bự bự học bài nha. Nó gắn thêm cái bóng đèn bự bự học bài nha. Anh vừa hả? Vừa hả là anh nắm thằng nhóc đó đó. Đang ngồi đó rồi kìa. Ừ, hả anh nắm thằng nhóc đó đó. Này Quỳnh nó giữ nè. Nó gắn cái bóng đèn bự bự học bài nha. Ngon tóc có sấy nha anh. Sấy nè. Này không có sấy. Tóc là tóc tự nhiên nè. Tóc dẫn hả? Sấy ngựa hả? Ừ. Mỗi tổ còn không biết bồng đó. Đừng lái nha. Đừng lái nha, đái kêu nha. Tôi có bà tả mà. Đừng lái nha. Mới kêu người ta hết hồn luôn á. Đái mất đái. Cái con màu đỏ luôn á con, màu đỏ luôn á. Cái này gọi là bớt son luôn á cả nhà. Đừng có gọi ngay mắt em nha, chá mắt em nha. Đeo mắt kiến cho em vô. Sao khóc nữa rồi. Nó lộn nó gì khóc mà không biết. Cái thằng lớn nó vừa đó. Thằng lớn đầu đạn nó biết trong nhà nó quấn lộn. Quấn lộn nó khóc nha con, thôi mình đừng quấn lộn nha con. Thằng ăn thằng thua là bị lỗ đầu, còn thằng ăn là bị chữ. Cái này là út nhất trong nhà là cưng chứ quánh vậy. Đây là tiếng sư muội. Tiếng tiếng sư muội. Út nhất trong nhà đó. Cắn cái tay rồi ngồi khóc nha. Tự cắn mình rồi đau rồi khóc luôn. Cái này coi. Cái này coi coi. Cái này coi.